Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để tạo quảng cáo trên cái mạng xã hội Facebook. Thì đây là cái trang Facebook mà tôi đã tạo. Và tôi đã đăng sẵn một cái bài viết lên cái trang này rồi. Ví dụ ở đây là cái bài viết của tôi là tuyển dụng lao động đi Nhật Bản. Đó. Và bây giờ tôi sẽ vào. Nó sẽ có cái phần quảng cáo bởi vì tôi đã đặt rồi. Ví dụ tôi sẽ lấy một cái bài khác đi. Đấy. Nó sẽ có cái phần quảng cáo bài viết. Thì quý vị hãy chọn vào cái quảng cáo bài viết. Đây, tôi sẽ chọn vào quảng cáo bài viết. Rồi. Thứ nhất là cái mục tiêu. Ở đây tôi sẽ để là tự động. Còn quý vị có thể thay đổi thì chọn vào thay đổi. Phần thứ hai là cái hạng mục quảng cáo đặc biệt. Ở đây nó có quảng cáo về tín dụng này, việc làm, nhà đất, vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị. Thì vừa rồi cái bài viết của tôi là việc làm thì tôi sẽ tích nó vào đây. Đó, thì nó thuộc trong những cái vấn đề này nên tôi sẽ bật nó đi. Cái phần bên dưới chọn hạng mục. Đây, tôi sẽ chọn vào hạng mục việc làm mà tôi đang đăng thông tin tuyển dụng. Tiếp theo phần bên dưới chi tiết về đối tượng, quý vị hãy thay đổi, có thể thay đổi vào cái biểu tượng Facebook này. Ở đây chọn là tất cả. Độ tuổi ở đây nó mặc định là 18 tuổi trở lên đến 65 tuổi. Thì quý vị có thể di chuyển để thay đổi độ tuổi. Đó. Cái phần vị trí. Vị trí ở bản đồ thì quý vị có thể nhập cái địa chỉ nhà ở hoặc địa chỉ văn phòng công ty của quý vị vào đây. Thì nó sẽ ra cái vị trí định vị. Sau đó quý vị hãy chọn cái bán kính. Ví dụ tôi nhập số 1 Cầu Giấy chẳng hạn. Đây. Đấy. Thì nó sẽ ra cái bản đồ. Quý vị chọn cái bán kính để Facebook nó quảng cáo nhé. Mặc định ở đây nó là bán kính 2 km thôi. Đó. Quý vị có thể kéo lên. Nhiều nhất của nó là 80 km. Rồi tôi lại vuốt màn hình xuống. Về cái phần sở thích, quý vị cũng có thể thêm cái sở thích vào. Còn không thì quý vị để nguyên. Rồi, sau đó tôi sẽ chọn vào lưu đối tượng. Đó, thế là xong cái phần chi tiết về đối tượng này. Cái khoảng thời gian thì quý vị muốn đặt quảng cáo bao nhiêu ngày thì nó ở đây. Thêm ngày cộng trừ vào đây. Và ngày kết thúc nó sẽ tự động nhận ở đây. Cái phần này thì tôi đã đặt giới hạn cho cái quảng cáo của mình rồi. Nên là nó sẽ có cái thông báo này. Ví dụ ở đây tôi kéo nó về rồi. Tôi để là 4 ngày, khoảng độ 450, tương đương với 450.000. Thì sau đó cái quảng cáo nó hiệu quả đến đâu hay không thì nó sẽ trừ vào cái tiền trên cái tài khoản của quý vị. Rồi cái phần này để nguyên. Phần này tôi cũng để nguyên. Cái phần phương thức thanh toán này chọn vào. Bởi vì tôi đã thêm cái phương thức thanh toán rồi.
tôi sẽ chọn vào thay đổi, chọn vào thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Rồi quý vị chọn vào tiếp theo. Lần này quý vị nhập tên, tên chủ thẻ, rồi số thẻ, cái MM gạch II là cái thời hạn của thẻ, thời hạn hết hiệu lực tháng và năm. Cái số CVV là ba cái số bí mật được in trên mặt sau của thẻ. Nhập xong quý vị chọn vào lưu. Thì Facebook nó sẽ tự tính toán và nó sẽ trừ tiền trong thẻ. Quý vị lưu và nó xác nhận xong thì quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn ở trong báo bên ngân hàng. Họ sẽ trừ 20.000 để họ xác nhận thẻ. Sau đó họ lại trả lại 20.000 cho quý vị. Nên quý vị cứ yên tâm. Và quý vị chỉ nên sử dụng cái thẻ Visa Debit hoặc Visa hoặc là thẻ Mastercard đều có thể được. Còn bên này toàn bộ cái thông tin mà tôi đã đặt quảng cáo, đó, tổng ngân sách này, thuế ước tính này, tổng số tiền. Sau khi kiểm tra xong, chọn vào quảng cáo bài viết ngay. Ok. Khi quý vị click vào cái phần quảng cáo bài viết ngay, thì quý vị chờ vài giây thôi. Nó sẽ hiện ra một cái thông báo như thế này. Thì quý vị có thể chờ họ xét duyệt cũng nhanh thôi, khoảng độ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Và đây là toàn bộ cái thông tin về chi tiết về cái quảng cáo đó. Rồi và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.